Trong những ngày nắng nóng như thế này, tình trạng sò huyết chết hàng loạt trên địa bàn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau khiến những người nông dân điêu đứng và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của bà con. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, huyện Cái Nước có 1.500 hecta sò huyết được bà con nông dân thả nuôi xen canh trong vùng tôm. Đến nay có khoảng 1.000 hecta sò huyết bị chết, nguyên nhân là do thời tiết nắng hạn kéo dài, làm cho nhiệt độ và độ mặn tăng cao. Trung bình mỗi hecta, người dân bị thiệt hại trên 200 triệu đồng. Vì thiệt hại này mà hiện nhiều hộ dân đã không còn vốn để tái đầu tư sản xuất.